Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá sầu riêng ngày 3 tháng 7 2024 giá tăng. Cụ thể hôm nay tại khu vực miền Tây, mức xăng Kiên 105 tới 110, Lắc Thon 110 tới 102. Sáu hũ và chuồng bò dao động từ 70 tới 75. Ri sáo hàng đẹp từ 50 tới 55. Ri sáo mua xô từ 40 tới 45. Sầu thái hàng đẹp từ 90 tới 95. Sầu thái mua xô từ 75 tới 80.000 đồng. Tại khu vực miền Đông, ri sáo hàng đẹp từ 50 tới 55. Ri sáo mua xô từ 40 tới 45. Sầu thái hàng đẹp từ 90 tới 93. Sầu thái mua xô là từ 70 tới 75.000. Giá sầu tại khu vực Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp từ 50 tới 55. Ri sáo mua xô từ 40 tới 45. Sầu thái hàng đẹp từ 88 tới 94.000. Sầu thái mua xô từ 70 tới 75.000. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy địa phương, tùy thương lái. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.